cả đời bái Phật, nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu một nén nhang. Trong Đại Hùng Bảo Điện nguy nga đồ sộ, có một cậu thiếu niên đang dâng hương cầu khẩn Phật Tổ. Cậu cắm ba nén nhang vào trong lư hương, thầm cầu khẩn rằng: nguyện cầu Phật Tổ phù hộ con thi đậu khoa cử, thăng quan tiến chức, tận trung báo quốc, tạo phúc cho người dân trong làng. Nói xong lại bái lại vài lần, lúc này mới đứng dậy rời đi. Phật Tổ nhìn cậu thiếu niên bên dưới, chỉ cười mà không nói gì. Tôn giả A Nan đứng bên cạnh hỏi rằng: thưa Phật Đà, cậu thiếu niên này vô cùng thành khẩn, lời nguyện phát ra lại là nguyện lành, vậy sao người không nhận lời? Phật Tổ chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: bởi vì còn thiếu một nén nhang. Còn thiếu một nén? Tôn giả A Nan nhìn ba nén nhang vẫn còn trong lư hương, nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Thoáng một cái đã 10 năm trôi qua, cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, khí phách oai hùng. Kỳ thi năm đó tuy chàng không thi đậu, nhưng ngược lại chàng đã vứt bút tòng quân, trở thành một viên võ tướng, đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Lần này về lại quê làng là đặc biệt trở về cử hành hỷ sự. Chàng thanh niên vẫn giống như trước đây, thắp ba nén nhang đàn hương, cung kính quỳ lại trước tượng Phật rằng: nguyện cầu Phật Tổ phù hộ cho Hạ Quan kết được một mối duyên lành, thê tử hiền thục, vợ chồng hòa thuận. Vừa nói vừa dập đầu sát mặt đất. Tôn giả A Nan nhìn thấy màn này thì rất xúc động, quay đầu lại nhìn thấy Phật Tổ vẫn mỉm cười không nói gì, lại bèn hỏi rằng: thưa Phật Đà, sao người lại không nhận lời anh ta? Phật Tổ cười nói: vẫn còn thiếu một nén nhang. Nháy mắt lại 10 năm đã trôi qua, chàng thanh niên giờ đã bước vào tuổi trung niên. Khi ông đi vào Đại Hùng Bảo Điện lần nữa, trên gương mặt đã phản phất hiện ra mấy nếp nhăn. Bởi bị gia tộc nhà vợ liên lụy, đại tướng quân oai phong lẫm liệt năm nào, giờ đây đã bị giáng chức là một viên quan quèn ở địa phương. Bao nhiêu chí nguyện lớn lao nay đều không thể thực hiện được nữa. Ông bước vào bảo điện, dâng hương bái lại, thầm cầu khẩn, cầu cho con cái của mình có thể chuyên tâm học hành, hoàn thành sự nghiệp gian dở của mình. Tôn giả A Nan nhìn ông, lại quay sang nhìn Phật Tổ đang mỉm cười không nói gì, trong lòng than rằng: rốt cuộc vẫn còn thiếu một nén nhang. 10 năm lại trôi qua, người trung niên giờ đây tóc đã hoa râm, bước vào tuổi già. Lúc này ông đã giải ngũ về làng, sống an cư nơi thôn giả, không còn chí nguyện to lớn như ngày trước nữa. Người lão niên thắp ba nén nhang đàn hương giống như trước đây, khấu đầu rằng: Phật Tổ, ngày trước con đã nhiều lần đến cầu nguyện, nhưng người trước sau đều chưa từng nhận lời con dù chỉ một lần. Nhưng một lần này đến đây, xin người hãy thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của con. Nghĩ đến ngày trước, cha con mất sớm, là mẹ già trong nhà đã vất vả nuôi nấng con khôn lớn thành người. Bây giờ mẹ già tuổi đã cao, chỉ mong bà có thể bình an vô sự, vui vẻ sống quãng đời còn lại. Ngoài điều này ra, không còn cầu mong gì hơn nữa. Tôn giả A Nan nghe thấy những lời này, thật không đành lòng, quay đầu nhìn sang Phật Tổ, lại phát hiện trên gương mặt Phật Tổ đã nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu: vậy sẽ như nguyện của con vậy. Người lão niên đi ra khỏi chùa, còn chưa về đến nhà, tin mừng đã từ xa truyền lại. Hai người con trai của ông lại cùng lúc thi đậu văn võ trạng nguyên trong triều. Hơn nữa triều đình còn có ban chiếu thu rửa sạch nỗi oan của ông, để cho ông khôi phục chức quan, còn thăng lên 3 bậc nữa. Nhưng lần này người lão niên cuối cùng đã không nhận lệnh. Ông đã quyết định từ nay ở lại trong nhà chăm lo cho mẹ già. Con người ta cả một đời đứng trước tượng Phật, chỉ chăm chú cầu khẩn cho những lợi ích, danh vọng của bản thân mình, nhưng rốt cuộc vẫn là còn thiếu một nén nhang. Người xưa có câu rằng: trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Tấm lòng hiếu thuận của người con quả thật có thể làm cảm động đất trời.